Mình tên là Trần Thị Kim Huệ, mình ở phường Gia Sàng. Thực ra để lựa chọn làm răng ấy, thì là mình tuy là ít tuổi nhưng mà mình cũng rất khó tính trong cái việc làm đẹp, vì là làm răng là cái cách là để mình giao tiếp, mình đối thoại, rồi là mình làm công việc giao lưu với các mọi nhiều người đấy. Từng làm răng ở một cơ sở khác, thế nhưng mà nó không được đảm bảo nên là răng mình nó không được đẹp. Thứ nhất là viêm lợi này, thứ hai là cái răng mà người cái trước các bác sĩ đã làm cho mình là nó không được đều mà nó nằm quá dày răng, nên là nhìn nhìn mình rất là nhìn phát là biết là đã làm răng giả luôn đấy. Nhưng là bây giờ các bạn người ta phải để ý kỹ, người ta mới biết được là mình đã làm răng thẩm mỹ. Nói giao tiếp thì nếu như mọi người không nói đến ấy thì không biết, chỉ bản thân mình biết thôi, bởi vì là nó rất là khi mà răng người đã làm răng cho mình nó không tốt ấy thì nó dẫn đến viêm lợi, mà viêm lợi thì sẽ đau, sẽ không ăn được. Mình các bạn tư vấn, các bạn của mình và đồng nghiệp của mình đã tư vấn mình nhưng mà mình không tin, bởi vì là chỉ sợ là đấy là quảng cáo thôi. Nhưng mình đã lên mạng, lên YouTube, và hàng xóm của mình cũng là ở đây, là cũng là đồng nghiệp của mình cũng tư vấn, mình quyết định đến đây. Thực ra mới đầu mình chỉ đến để hỏi về tư vấn thôi chứ chưa có ý định làm, bởi vì là mình rất sợ, mình sợ là bị răng xấu như đợt trước nữa. Nhưng mà đến đây mình thật là tự tin và mình đến tư vấn nhưng mà mình làm luôn. Nhưng mục đích của mình ban đầu là chỉ đến để hỏi thôi. Khi đến đây thì là mình sợ là phải tiêm, nhưng mà tiêm đấy là tiêm để cho mình quá trình cho mình đỡ đau thôi, vì mình bản thân mình rất là sợ. Nhưng mà thực ra thì không tiêm cũng không sao. Và từ khi mình làm răng ở đây thì mình không còn cái cảm giác như thế cũ nữa. Màu sắc nó sáng hơn, thật hơn, và nhìn nó không ai phát hiện ra đâu. Mình về cơ quan mọi người cũng không nghĩ là đấy là răng giả, răng thẩm mỹ, nhưng mà đúng là thật tuyệt vời. Các bạn nhìn răng mình xem, rất là tự tin nữa. Nghĩ rằng là thì anh không những mang lại cái đẹp cho mình mà cũng là cho rất nhiều người mà có nhu cầu làm đẹp hay đến đây. Mình nghĩ là rất là thoải mái, cách phục vụ và cách tư vấn cũng rất là chu đáo. Mình tin tưởng mình lựa chọn, là sự lựa chọn của mình chắc chắn là sẽ các bạn khác nhìn mình sẽ tiếp tục đến với Thùy Anh. Thực ra thì làm răng, quy trình làm răng rất đơn giản, nhưng các bạn nghĩ là làm đau rồi là sưng rồi về không ăn được cơm. Nhưng với mình thì vẫn ăn cơm được và vẫn nói chuyện giao tiếp bình thường, và chỉ được một ngày hai ngày hôm sau là mình đã có răng và tự tin giao tiếp với tất cả các đồng nghiệp. Và mình là bộ phận tiếp dân nên là mình rất tự tin khi làm răng ở đây. Tôi rất hài lòng và tự tin, cảm ơn bác sĩ Xuân Tường.